Xin chào các bạn. Tiếp theo ván cờ thứ nhất, tôi xin tiếp theo ván cờ thứ hai trong những sai lầm cơ bản trong khai cuộc của cờ vua. Tốt e4, tốt c5. Đây là một trong những cách trả lời bản nhất, cùng với cái cách trả lời đó là e5 thì tốt c5 cũng là một cách trả lời rất là mạnh. Mã f3, d6. Tốt d4, tốt cd4, mã d4, mã f6, mã c3 lên giữ tốt, e5. Trong lý thuyết cờ hiện đại cho rằng cái nút này trong lý thuyết cờ hiện đại thì trong trường hợp cái nút này thì mạnh nhất của bên đen phải là mã C6, một cách hoặc A6 để ngăn cản nút mã nhảy lên đây E6. Hoặc G6, G6 ngăn chặn mã nhảy lên đây. Như vậy trong trường hợp này thì mã đó là bên D sẽ xử lý như vậy. Tuy trong trường hợp này thì bên D đã đi là E5 đuôi mã. Mã F3 đuôi về. Như vậy nếu trong trường hợp này tích cực hơn thì bên trắng có thể xử lý là tượng là B5 chiếu. Và nếu mà mã B lên đây thì khi đó mã sẽ F này. Mã sẽ F5. Tích cực hơn. Tôi quay lại với cái này. Mã F3. Tượng G4. Mục đích là ghi mã. Tượng E2. Tượng F3. Đây là một cách để làm gì, và chúng ta thấy đây một trạng sai lầm nữa, đó là rõ ràng đen nó mất thời gian vô ích trong khi phía đen cần nhanh chóng phát triển. Tượng F3 và đen đã mất khá nhiều tem. Tượng E7. Trắng nhanh chóng nhập thành gần. Mã C6. Tượng E3. Trắng nhanh chóng đưa quân lên trung tâm. C8. Về bên đen cần phải nhanh chóng lập tức sơ tán vua vào vị trí an toàn bằng cách nhập thần. Tuy nhiên trong trường này đen lại không nhập thần và lại đi những con lung tung và dẫn tới mất rất nhiều thời gian, và từ đó sẽ bị kết quả thảm hại. Mà nếu mà để vua đây thì ở trung tâm mà không nhập thần thì rất là nguy hiểm. Mã D5. Và điểm D5 là cái ô tiền đồ của bên đen.
quan trọng trong cờ của thế trắng. Đen không thể tấn công được vì khi này chúng ta đã thấy tốt đã nhảy lên đây rồi, thì khi đó cái ô này không còn giữ được và bên trắng đã nhảy lên được đây. Bên đen tiếp tục cốt A6. Đây là một nước đi sai lầm nữa của bên đen, đó là không những không bảo vệ được cái ô B6 này mà một nước đi vô ích, mất thời gian. Trong trường hợp này bên đen nên đi nhập thành hơn. Bên trắng A3. Ở đây bên trắng có thể xử lý bằng cách khác, đó là có thể là tượng lên đây với hậu hậu bắt buộc phải lên. Và chiêu tướng anh mã chiêu tướng tượng anh lên, khi đó tượng sẽ lên đuổi hậu bắt xe. Như vậy đây là một cách tích cực. Chiên có thể quay lại chỗ đây. Tôi tiếp tục theo cái này, đó là tốt A3. Hậu A5. Đây là đây không nhập thành mà tiếp tục đưa quân hậu lên tấn công. Một mình hậu khi qua lưới là một mình hậu mà tấn công thì không có quân bổ trợ thì không thể tấn công được. Do đó ở đây đen là tiếp tục mắc sai lầm. Hậu chỉ phát triển tấn công được khi mà có bổ trợ của các quân nhẹ như là quân mã, quân tượng và các tốt. Chứ hậu mà tấn công một mình thì chắc chắn sẽ bị mất tên và bị các quân nhẹ các tấn công. Bên trắng tiếp tục tốt đuổi hậu. Hậu ở đây chỉ có cách xử lý là hậu đã lên rồi, nếu mà về thì rất là mất nước. Mà nếu hậu chỉ có thể đi, hậu không thể xuống đây được. Hậu xuống đây thì mã sẽ đi và bắt chết hậu. Còn nếu hậu sang đây như vậy thì tới đây hậu sẽ hậu B5. Tướng E2 cũng tiếp tục đổi. Và bắt buộc tới đây hậu không còn nước nào nữa. A4 và tới đây thì mã C3 và tới đây thì hậu bên đen nó mất hậu và do đó tới đây đen xin thua. Như vậy ta đã mới thấy bên đen mắc liên tiếp các sai lầm dẫn tới mất hậu và thua cuộc ván cờ. Như vậy đây là một số sai lầm của bên đen, các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 3.